Ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. 77 năm cùng với sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang Đà Nẵng cũng đã vượt qua muôn vàn thử thách, khắc phục khó khăn để trưởng thành. Dù trong chiến tranh hay khi thiên tai dịch bệnh, hỏa hoạn bão lũ, bộ đội Cụ Hồ luôn làm chỗ dựa vững chắc của chính quyền và người dân. Khoác lên mình quân phục, mỗi người lính luôn vinh dự tự hào được phục vụ nhân dân. Đà Nẵng những ngày tháng 8 cách ly phong tỏa vì Covid, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm rất cao sau lớp khẩu trang dày cộm và kính chống giọt bắn 24/24. Tuyệt nhiên vẫn cảm nhận được sự bình thản nhẹ nhàng của người lính khi các anh làm nhiệm vụ giúp dân. Bởi ngày tháng huấn luyện trên thao trường đã rèn luyện nên sự rắn rỏi và tinh thần thép cho những người lính. Và tinh thần ý chí đó trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong đại dịch. Từ cái ngày mà có quân đội về, họ đã góp một phần rất là thiết thực, họ đã quán xuyến những cái công việc mà có phần là vất vả hơn, nặng nề hơn. Cho nên chi bà con chúng tôi cũng vừa là yên tâm mà cũng vừa rất là rảnh rang hơn một tí. Em mừng lắm, tại vì giờ trời chỉ có một cái gạo không thôi là em cũng rất chi là mừng. Tại vì trời em không có thể làm ra đồng tiền mà được hay Hà Nam đi, em chỉ ở nhà lo cho chồng thôi. Nhưng mà còn phải chạy tiền dài mượn đi cho con học hành nữa. Nên giờ trời chỉ còn một món quà gì nhỏ, một cuốn mì tôm, em cũng rất mừng, rất chi là cảm ơn. Chống dịch nhưng không được phép lơ là, mất cảnh giác với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Người lính trong tâm dịch vẫn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với kết quả cao. Diễn tập khu vực phòng thủ Đà Nẵng 2021 thành công, đảm bảo an toàn, minh chứng cho quyết tâm của chính quyền, quân và dân thành phố, chủ động và sẵn sàng trong các tình huống. Các đồng chí đã làm tốt cái công tác chuẩn bị vừa một mặt phục vụ cho cuộc diễn tập tương đối tốt. Cái việc thứ hai nữa là trong quá trình diễn tập, tất cả các cái vai tập, các đồng chí nhập vai tương đối tốt, thể hiện đúng trình tự, nội dung, động tác cũng như là phương pháp trong quá trình diễn tập. Từ nhân dân mà ra, nên không có gì ngạc nhiên khi người lính hôm nay luôn trăn trở với suy nghĩ phải làm gì để giúp dân. Không hô hào, khẩu hiệu, người lính hôm nay đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, luôn không ngừng học hỏi, nỗ lực rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, xuất phát từ lòng nhiệt huyết với nhân dân. Chính những hành động đến từ trái tim đã khẳng định và lan tỏa phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của lòng dân.